Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, với những chính sách ưu tiên trong công tác hỗ trợ và chào đón những đoàn khách du lịch Mai, hay còn gọi là du lịch công vụ, trong dịp đầu năm Quý Mão 2023, thành phố Đà Nẵng đã chào đón hơn 1.200 khách Mai quốc tế, chủ yếu đến từ các thị trường Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc. Để thu hút khách Mai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành chương trình hỗ trợ khách công vụ năm 2023. Trong đó, các đoàn khách công vụ nội địa và quốc tế đến với Đà Nẵng được chào đón tại sân bay bằng mô hình check-in của Mai Đà Nẵng, băng rôn chào đón đoàn, hoa cho trưởng đoàn và quà đặc sản Đà Nẵng cho thành viên trong đoàn. Đặc biệt nhằm đẩy mạnh quảng bá đối với thị trường khách Mai quốc tế trong năm 2023, Đà Nẵng tập trung nhiều chính sách hỗ trợ đối với các đoàn khách quốc tế, như hỗ trợ đưa thông tin chào mừng đoàn trên các màn hình LED tại khu vực quầy nhận hành lý tại nhà ga. Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tháng 1 vừa qua, ngành du lịch Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng lượng khách đến tỉnh đạt 1,6 triệu lượt, gấp 12,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt hơn 3.500 tỷ đồng, gấp 15,4 lần cùng kỳ. Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, toàn tỉnh đón gần 700.000 lượt khách, trong đó thị trường khách quốc tế khôi phục trở lại với trên 17.000 lượt khách. Đặc biệt dịp Tết, lượng khách đến các điểm du lịch tâm linh tăng từ 6 đến 8 lần so với ngày thường. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan đã mang đến những cơ hội vàng cho người dân hai bên biên giới, không chỉ kích cầu giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn giúp người dân hai nước giao lưu gặp gỡ thăm thân sau thời gian dài gián đoạn. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai những ngày này luôn nhộn nhịp người qua lại. Cùng với những cư dân biên giới làm thủ tục xuất nhập cảnh để thăm thân, du lịch, thì các tiểu thương cũng vui mừng khi hoạt động giao thương được nối lại. Đi thứ nhất là đi chơi, thứ hai nữa là cũng đi xem bên đấy để ví dụ như kiểu là mua bán rau đi lại để xem cái tình hình nó như thế nào. Theo thống kê, từ ngày 8 tháng 1 đến nay đã có hơn 30.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trong đó phần lớn là cư dân ở Lào Cai và huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc. Cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất cho công dân làm thủ tục xuất nhập khẩu, các lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh. 3 năm không được gặp con cái các thứ, bây giờ là mở cửa khẩu rồi cô rất là vui, tại vì hai bên nước được giao lưu, được đi sang làm ăn buôn bán với nhau, kinh tế nó khá giả hơn. Lượng người đến làm sổ thông hành tương đối đông, nhưng mà vì bạn cũng đang tích cực để giải quyết thủ tục nhanh nhất. Thì trong 1-2 ngày tới thì cái lượng cư dân biên giới cũng như là lượng người xuất nhập du lịch qua cửa khẩu chắc chắn sẽ tăng lên. Thế là tăng cường để hướng dẫn, tuyên truyền cho người nhập cảnh cũng như là người xuất cảnh. Thời gian tới, Lào Cai dự kiến sẽ đón những đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh bằng visa. Hoạt động giao thương nối lại sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Đến hết tháng 1 năm 2023, hơn 90% lao động tại Bình Phước đã trở lại nhà máy, xí nghiệp làm việc. Nhiều doanh nghiệp đang cần tuyển hơn 3.200 lao động. 29 doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 3.230 lao động trong tháng 1, gồm 3.122 lao động phổ thông và 108 lao động có chuyên môn. Toàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp với gần 130.000 lao động đang làm việc. Thu hút nhiều lao động làm việc chủ yếu là các công ty sản xuất cao su, điều, dệt may, da giày, linh kiện điện tử. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều có chính sách tốt đối với người lao động, tạo động lực để họ yên tâm gắn bó với công việc. Đêm 1 tháng 2, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt đối với tài xế xe tải chở quá tải trọng có hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều tối ngày 1 tháng 2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế Trần Thanh Sang, trú tại thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển phương tiện đang lưu thông theo hướng Nam Bắc có dấu hiệu chở quá tải. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế chống đối, không chấp hành. Sau nhiều giờ thuyết phục, tài xế Sang đã đồng ý di chuyển xe tải về Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước để tiến hành cân. Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước đã cương quyết dừng phương tiện, phối hợp với lực lượng đơn vị địa phương, đó là công an thị xã An Nhơn, để mà vận động lái xe để đưa xe phương tiện về mà kiểm tra tải trọng tại trạm cân cố định trong cái vi phạm như thế. Kết quả xe tải này vượt khối lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông tới 35,7%. Lực lượng chức năng đã xử phạt tài xế số tiền 4 triệu đồng, chủ xe 7 triệu đồng.
đồng thời tước giấy phép lái xe và phù hiệu xe tải. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.